Bộ Tư pháp Mỹ thông báo chuyển hàng triệu USD tịch thu từ tỷ phú Nga Malofeyev cho quỹ tái thiết Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên tiến hành hoạt động như vậy. Đây là lần đầu tiên Mỹ chuyển giao khoản tiền tịch thu từ Nga để tái thiết Ukraine, nhưng sẽ không phải lần cuối, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland hôm 10 tháng 5 thông báo. Theo Bộ trưởng Garland, khoản tiền này đã được bàn giao cho Bộ Ngoại giao Mỹ để khắc phục hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine. Malofeyev, 48 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông và truyền thông. Mỹ trước đó cáo buộc tỷ phú đóng vai trò hàng đầu trong việc ủng hộ Nga đưa quân vào miền đông Ukraine năm 2014, là người cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea và hỗ trợ cho vùng ly khai Donetsk. Mỹ truy tố ông Malofeyev hồi tháng 4 năm 2022 với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Malofeyev bị cấm làm ăn với công dân Mỹ theo lệnh trừng phạt năm 2014, nhưng các công tố viên cho biết Malofeyev đã cố lách hạn chế đó bằng cách thuê một nhà sản xuất Mỹ làm việc cho ông ta trong mạng lưới truyền hình ở Nga và Hy Lạp, đồng thời nhờ người này giúp mình mua một mạng lưới truyền hình ở Bulgaria. Động thái truy tố Malofeyev chủ yếu mang tính biểu tượng, vì ông được cho là ở Nga, ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Washington sau đó tịch thu 5,4 triệu đô la Mỹ tài sản của tỷ phú Malofeyev, chủ yếu là khoản đầu tư của ông trong ngân hàng Texas. Mỹ đã áp nhiều lệnh trừng phạt với các cá nhân và tổ chức Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Các lệnh trừng phạt chủ yếu là đóng băng tài sản trong lãnh thổ Mỹ của các tỷ phú, tài phiệt Nga hoặc cấm công dân, tổ chức Mỹ làm ăn với họ. Xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn một năm, gây ra nhiều tổn thất. Quá trình tái thiết Ukraine sau chiến sự sẽ tiêu tốn khoảng 349 tỷ đô la Mỹ, theo một đánh giá chung của chính phủ Ukraine, Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Thế giới vào tháng 9 năm 2022. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.